Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Genlight. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video Madram Start Chatbot nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Join kênh group, tiếp tục join kênh seller nè. Rồi mong đáp nè các bạn. Tôi cần là dự án này đang bán video các bạn. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter. Dự án này hơi lâu nghe ta các bạn. Rồi bạn theo dõi vì Bri nên các bạn cố gắng làm đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè, các bạn like bài viết nữa nè các bạn. Rồi bạn chia sẻ công khai luôn nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Sau đó các bạn follow Discord nè. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nghe tới các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn chat một câu đi các bạn. Good hay là gì đi các bạn. Rồi bạn gửi cho nó các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn bấm join này drop. Rồi các bạn lướt cấp xa để đi tiếp các bạn. N K S R. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên các bạn. Tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn tweet tăng 3 người bạn vào tất cả các bạn. Bạn like nè. Bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho bài viết để game tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Để đi để chút xíu mình tweet sau cũng được các bạn. Rồi các bạn bấm submit đi tên các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền là username tại Twitter mình nha các bạn. Ơi Telegram mình chứ, sorry các bạn. Bạn vào setting nè, copy username mình nè, cộng anh 4 số 3. Một, hai, ba, 4 số 3, các bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi, sau đó bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Rồi trên tờ Twitter các bạn nhấp anh ta nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp ba cạnh cùng nhấp vào chia sẻ nữa. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nữa. Rồi sau đó submit đường link và profile Facebook thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi thì các bạn nhấp vào mũi tên nữa các bạn. Rồi nhấp vào anh ta của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp ba cạnh cùng nữa. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nè bạn, gửi lại cho bot này. Rồi sau đó submit you profile link Discord. Rồi thì các bạn nhấp vào được con Discord mình nha bạn. Nhấp vào Discord trên đây chứ. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi thì gửi đường link Discord cho nó thì các bạn nhấp vào Discord mình nha bạn. Sau đó các bạn nhấp vào mục cài đặt nè các bạn. Rồi sau đó các bạn chia sẻ bài gạch cùng nè các bạn. Rồi các bạn sao chép cái link Discord của mình nha bạn. Rồi gọi là cho bot nè các bạn. Cũng khá là đơn giản mà. Dán vào đây. Rồi sau đó các bạn submit địa chỉ Binbi Smartchain B20 trên giấy trúc collect của các bạn nha các bạn. Sao chép địa chỉ nè. Gọi là cho bot nè. Còn Discord này nó chạy nó kêu. Rồi sau đó bạn bấm vào balance để check số cam mình kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 100k token REN nè. Rồi bấm vào ghép link lấy link ghép chia sẻ trong bè những thằng mới kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.